trên hành trình tạo nên thương hiệu Việt mang đẳng cấp quốc tế. Để mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho làn da từ sâu bên trong. Silao cho ra đời sản phẩm Body Scrub. Sử dụng công nghệ Mask and Scrub với các hạt siêu mịn giúp làm mềm lớp sưng, nhẹ nhàng làm sạch các tế bào da chát mà không gây khô hay tổn thương cho da. Kết hợp dưỡng chất từ cám gạo, tinh bột quả mơ Mỹ cùng các thành phần tự nhiên khác giúp cân bằng độ ẩm, thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi, nhanh chóng mang lại làn da sáng khỏe mịn màng. Nay đã có bộ đồ dưỡng da chuyên sâu từ Silao cho mùa Tết rộn rã cùng Silao chăm da sáng khỏe, rạng người đón xuân.